Thưa quý vị, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Đình Quân, 62 tuổi, thường trú quận 7, nguyên giám đốc cùng 10 người khác là nhân viên của chi nhánh trung tâm đăng kiểm 5005V, đường Hồng Hà, phường 2, quận Tân Bình. Các bị can này bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về các tội nhận hối lộ, làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Theo điều tra Ông Quân cùng với những thuộc cấp đã cấu kết với nhau nhận tiền hối lộ khi thực hiện quy trình cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại chi nhánh Trung tâm đăng kiểm 5005V, thuộc cục đăng kiểm Việt Nam. Trung tâm đăng kiểm 5005V thuộc cục đăng kiểm Việt Nam có chi nhánh chính tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Như đã đưa tin hôm ngày 13 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công an quận Tân Bình đã tiến hành khám xét tại chi nhánh Trung tâm đăng kiểm 5005V. Thời gian qua, công an thành phố Hồ Chí Minh đã đấu tranh làm rõ các hành vi sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm. Cơ quan điều tra đã xác minh, đấu tranh làm rõ những hành vi sai phạm tiêu cực tại cục đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cùng các tỉnh thành phố tới nay, công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 129 bị can để điều tra về các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, sản xuất phần mềm để sử dụng vào mục đích mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, trái pháp luật, xâm phạm trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.